tôi sẽ cố gắng là update, cập nhật những cái gì mới ở trong cái hướng dẫn chẩn đoán này. Thì chúng ta đã biết thì cái hướng dẫn này không chỉ cho cái bệnh lý là giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch mà còn các cái giảm tiểu cầu khác hoặc huyết khối khác. Thì ở đây ấy, thì chúng tôi nhấn mạnh mấy cái bệnh, một là xuất hiện giảm tiểu cầu miễn dịch mà sau tiêm vaccine. Cái thứ hai là có thể đồng mắc các huyết khối khác, đặc biệt là cái huyết khối tĩnh mạch não. Cái thứ ba là các bệnh lý về DIC, có thể là bệnh lý đi kèm. Vì thực tế trong thời gian vừa rồi ấy, thì chúng tôi gặp rất là nhiều các cái trường hợp mà vào viện sau tiêm vaccine nhưng bản chất thì không phải là cái bệnh lý giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch mà đó là các bệnh lý đồng mắc. Thì chúng ta quan tâm đến điều này, thì sau tôi sẽ có cái hướng dẫn cụ thể liên quan đến điều này. Về bệnh giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch sau tiêm vaccine COVID-19 thì cho đến nay thì chúng ta gặp chủ yếu là ở cái nhóm mà vaccine của AZ và Johnson & Johnson. Và cái tỷ lệ mắc, tỷ lệ bị đấy nó cũng không thay đổi nhiều đáng kể so với cái từ khi bắt đầu chúng ta có tiêm vaccine cho đến thời điểm hiện nay, từ 1 đến 4 trên 1 triệu. Tuy nhiên thì có cá thể của một số nước trên thế giới thì báo cáo cái tỷ lệ cao hơn, ví dụ Na Uy là 1 trên 26.000, tỷ lệ rất là cao. Còn ở Mỹ thì trung bình là khoảng là 2 trên 1 2 2 người trên 1 triệu người liều tiêm vaccine. Thì cũng với những cái biểu hiện mặc dù rất là hiếm này nhưng mà bệnh nhân có thể rất là nặng, và các khuyến cáo của WHO là phải cảnh giác, theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Đây mặc dù có mấy cái nhóm từ mặc dù rất là ngắn gọn nhưng ta cần lưu tâm để phát hiện sớm để điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Đối với các cái vaccine khác ấy, thì cho đến nay chúng ta cũng chưa có gặp một những cái trường hợp mà có cái báo cáo mang tính chất đầy đủ về cái biến chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine. Chỉ có duy nhất một vài trường hợp mà được báo cáo sau tiêm cái vaccine Moderna. Tuy nhiên là với những cái báo cáo này cũng chưa rõ ràng là chắc chắn đó là do sau tiêm vaccine, tức là giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine, mà có thể lẫn vào các bệnh lý khác, ví dụ như là giảm tiểu cầu, huyết khối sau heparin. Còn các vaccine khác cho nay cũng chưa ghi nhận các trường hợp mà giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch. Về cơ chế giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch sau tiêm vaccine COVID-19 thì báo cáo các thầy là cho đến nay thì cái cơ chế chính chúng ta đã bắt đầu phát hiện được về cơ bản là do các thành phần của vaccine là liên kết với PF4 là một thành phần của tiểu cầu mang điện tích dương và tạo ra cái phức hợp, và từ đó thì cơ thể sinh kháng thể để mà nguồn gốc chủ yếu là các IgG và từ đó kích hoạt tiểu cầu và hoạt hóa hệ thống đông máu và đồng thời là hoạt hóa các loại tế bào khác, ví dụ như là bạch cầu đoạn trung tính và gây ra một tình trạng huyết khối. Cái kháng thể này thì tồn tại là khá là lâu và một số nghiên cứu gần đây thì chúng ta thấy rằng nó tồn tại lâu và người ta thấy rằng là cái việc chúng ta có cần phải theo dõi tiếp tục hay không thì cần các nghiên cứu tiếp theo để chúng ta chứng minh. Cho đến nay thì tại sao là cái cơ chế mà giảm tiểu cầu, huyết khối, miễn dịch này chúng ta mới chỉ gặp ở cái nhóm vaccine mà AZ và Johnson & Johnson? Thì có một nghiên cứu gần đây ấy, ta đã chứng minh được là có thể là do cái thành phần của adenovirus mà thành phần của cái vaccine này là nguyên nhân mà tạo ra cái phức hợp mà cái với kháng thể với cái PF4 của tiểu cầu và tạo ra kháng thể. Với cái triệu chứng lâm sàng thường gặp thì báo cáo của thầy là cái sự xuất hiện và từ trước nay chúng ta vẫn báo cáo là từ 4 đến 28 ngày. Nhưng mà tuy nhiên thì có một số báo cáo và đặc biệt ở một cái Johnson này Johnson ấy, vaccine đó thì có thể kéo dài đến 42 ngày, và có một cái hướng dẫn mà cho đến nay có thể kéo dài đến tới 48 ngày là trong cái thời gian mà chúng ta tiêm vaccine thì cần phải theo dõi các triệu chứng lâm sàng. Thì trên đây là các cái triệu chứng lâm sàng liên quan đến các cái vị trí mà có thể bị huyết khối, thì có thể từ tất cả các vị trí có thể bị huyết khối. Và đây là các cái vị trí huyết khối mà tương tự, gọi là
thứ tự mà tần suất giảm dần cứ nào gặp. Thì báo cáo thầy là với các nghiên cứu hiện tại trên thế giới thì và cũng một số trường hợp chúng ta gặp ở Việt Nam, thì cái tần suất mà gọi là bị huyết khối tĩnh mạch thì chủ yếu là huyết khối ở xoang tĩnh mạch não, và các nghiên cứu thì cho thấy nó khoảng từ 25 đến 60%, và đây là một cái tình trạng huyết khối ở tĩnh mạch mà rất là nặng và diễn tiến thì nhanh và nguy cơ tử vong rất là cao. Ngoài ra có thể gặp cái huyết khối ở cái vùng bụng, ví dụ mạch mạc treo, tĩnh mạch cửa, lách và gan, và có thể ở thượng thận và gây suy thượng thận. Bên cạnh đó thì gặp các vị trí huyết khối khác như là thuyên tắc phổi, và ít hơn và ít gặp hơn đó là huyết khối tĩnh mạch sâu, và có thể gặp các vị trí bất thường khác như là tĩnh mạch mắt. Đối với động mạch thì chúng ta có thể gặp đột quỵ do thiếu máu cục bộ, hoặc là mà có thể gặp nhiều hơn ấy, là ở động mạch não giữa. Cái thứ hai là các thiếu máu cục bộ ở cấp tính ở chi. Cái thứ ba là nhồi máu cơ tim. Đột tử chúng ta có thể gặp ở cái nhóm bệnh nhân sau tiêm vaccine. Nguyên nhân người ta thấy rằng ấy là có thể gặp đấy là huyết khối ở vành và thuyên tắc phổi, hoặc là có biểu hiện xuất huyết não. Mà đây xuất huyết não chúng ta thấy rằng là đối với nhóm bệnh nhân mà là bị huyết khối ở cái xoang tĩnh mạch não thì có thể gặp xuất huyết não kèm theo sau đó, và bệnh nhân tử vong rất là nhanh. Sau khi mà với các cái triệu chứng lâm sàng mà nghi ngờ là cái biểu hiện của sau tiêm vaccine, thì chúng ta khẩn trương có thể làm các xét nghiệm, mà đây là những xét nghiệm hoàn toàn cơ bản. Thứ nhất là với cái xét nghiệm huyết học, với số lượng là xét nghiệm về tiểu cầu, hoặc là chúng ta xác định là có giảm động học tiểu cầu, đặc biệt giảm động học trên 50%. Cái thứ hai là xét nghiệm PT, ABDT và fibrinogen. Đây là xét nghiệm đông máu cơ bản bình thường. Cái thứ ba là xét nghiệm D-dimer. Đây là một xét nghiệm rất là quan trọng để chúng ta xác định xem là cái sự tiêu thụ của cái hoạt hóa của hệ thống đông máu và tăng tiêu thụ và gây ra D-dimer tăng. Cái thứ tư là cái kháng thể mà kháng PS4. Chúng ta đang sử dụng cái xét nghiệm để phát hiện cái kháng thể kháng PS4 heparin mà bằng cái phương pháp là ELISA. Tí nữa sẽ nói sâu thêm về phần này. Cái thứ hai là các xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh. Thì ở đây chúng ta có thể dùng siêu âm để phát hiện các vị trí nghi ngờ trên lâm sàng mà có biểu hiện khả năng là huyết khối. Cái thứ hai là các xét nghiệm X-quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, vân vân, có thể điện tim để phát hiện các cái vị trí huyết khối và có thể có biểu hiện chảy máu. Đó là những cái biểu hiện lâm sàng chung của cái nhóm mà bệnh nhân có thể bị giảm tiểu cầu huyết khối sau tiêm vaccine. Và tuy nhiên thì do cái tính chất là cái ở Việt Nam chúng ta khác với các nước trên thế giới, và Bộ Y tế đã ra một cái hướng dẫn là chẩn đoán và điều trị theo tuyến. Ở đây ấy, phân tuyến, bởi vì nếu như mà chúng ta không kịp thời chẩn đoán bệnh và xử lý kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong rất nhanh. Báo cáo các anh chị là chúng tôi cũng đã được các tuyến chuyển lên trên Bệnh viện Bạch Mai một số bệnh nhân, và những bệnh nhân nào mà chuyển sớm ngay những giờ đầu mà khi xuất hiện thì chuyển lên chúng tôi kịp thời can thiệp thì bệnh nhân đấy ổn định. Còn những bệnh nhân mà sau khi mà chuyển thời gian quá lâu, chúng ta trì hoãn về cái chẩn đoán, nghi ngờ chẩn đoán và trì hoãn 2-3 ngày thì nên chúng tôi là hầu hết là những trường hợp đấy là bệnh nhân đã hôn mê rất là sâu, và khi mà có can thiệp để lấy được huyết khối ra thì bệnh nhân đã tổn thương não và khả năng cứu chữa là rất thấp và có những bệnh nhân tử vong. Chính vì vậy thì cái hướng dẫn mà theo tuyến này thì trong cái hướng dẫn cụ thể Bộ Y tế thì cũng đề nghị là các đồng chí cũng nên phổ biến rất là kỹ cái này để các tuyến nắm được, để chúng ta có cái cách xử lý kịp thời cho cái việc mà ta chuyển để chẩn đoán điều trị sớm và cứu bệnh nhân. Sau đây thì tôi nói sâu về riêng cái bệnh là giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch. Thì theo bước thì cũng báo cáo đồng chí là sẽ rất là ngắn, và với các cái bước này, 4 bước này chúng ta có thể định hướng để chẩn đoán sớm cho người bệnh. Cái thứ nhất là khi bệnh nhân đến chúng ta có 2 điều kiện sau. Một là sau tiêm vaccine COVID-19 mà từ 4 đến 28 ngày, hoặc là có thể kéo dài 42 hoặc 48 ngày.
Cái thứ hai là xuất hiện các triệu chứng mà nghi ngờ huyết khối như tôi trình bày ở trên với các biểu hiện lâm sàng khác nhau tùy vị trí huyết khối. Bước 2 là chúng ta thực hiện ngay các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết và các xét nghiệm cơ bản. Một là xuất lượng tiểu cầu, hai là xét nghiệm đông máu cơ bản gồm PT, APDT và fibrinogen. Và nếu có thể làm được thì chúng ta làm D-dimer. Cái thứ hai là xác định huyết khối bằng phương pháp chẩn đoán hình ảnh, vân vân, để chúng ta xác định vị trí huyết khối. Và với bước 1, bước 2 này, nếu bệnh nhân có biểu hiện sau tiêm vaccine cộng với có biểu hiện huyết khối và tiểu cầu giảm dưới 150 hoặc là giảm, quên là gọi là động học 50%, thì vì có những bệnh nhân chúng ta thấy rằng là có thể tiểu cầu chưa giảm nhưng đã xuất hiện, thì chúng ta lưu ý là giảm động học 50%. Và như vậy thì với những bệnh nhân như này, ta phải nghi ngờ ngay đây là bệnh nhân có thể là bị giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch. Bước 3 là khi bệnh nhân đã có nghi ngờ và giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch này rồi, thì chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là xác định kháng thể kháng PS4. Thì ở đây ấy, thì trên thế giới cũng như là ở chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần, đối với các xét nghiệm mà bằng test nhanh, ví dụ như hóa phát quang, vân vân, thì cái xét nghiệm này thì độ nhạy rất là kém đối với phát hiện cái kháng thể PF4 để kháng ở bệnh nhân sau tiêm vaccine. Chính vì vậy người ta không khuyến cáo là sử dụng cái test này. Nhưng tuy nhiên nếu chúng ta có thì chúng ta vẫn có thể sử dụng. Và dương tính thì chúng ta vẫn khẳng định đấy là giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch. Trong trường hợp âm tính thì chúng ta không loại trừ được là đây là không phải là giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch, mà chúng ta nên lưu ý là có kèm theo D-dimer mà tăng trên 4 lần. Thì các đồng chí thấy rằng là đây là khả năng cao bị giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch. Cái thứ hai là xét nghiệm mà bằng ELISA để phát hiện kháng thể kháng PF4 thì có một số trung tâm trên ở Việt Nam chúng ta đã sử dụng và đã chẩn đoán được khá nhiều các cái bệnh nhân mà bằng xét nghiệm này. Thì nếu mà dương tính thì khẳng định là giảm tiểu cầu huyết khối, và âm tính thì chúng ta loại trừ. Tôi nói thêm về cái xét nghiệm mà xác định kháng thể kháng PF4 mà gọi là xét nghiệm chức năng. Thì cho đến nay ấy, thì với xét nghiệm chức năng này thì chúng ta khẳng định chắc chắn là có kháng thể thì có hoạt hóa tiểu cầu và gây ra cái rối loạn đông máu hay không. Nhưng tuy nhiên thì xét nghiệm này không phải là xét nghiệm chúng ta làm thường quy trên lâm sàng, mà chỉ làm khi mà cái xét nghiệm mà kháng thể kháng PF4 bằng ELISA mà nó không rõ ràng hoặc là âm tính mà chúng ta lâm sàng vẫn nghi ngờ, thì chúng ta với làm xét nghiệm này để phát hiện thêm ra các cái bệnh nhân mà cái xét nghiệm kia chưa phát hiện được, chứ chúng ta không phải là cái để khẳng định trên lâm sàng, mà cái này ta dùng chủ yếu là trong các nghiên cứu. Đó là những cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm đối với bệnh nhân mà khi mà có bước 1, bước 2 xét nghiệm cơ bản. Về phân biệt thì như tôi nói thì ở đây chủ yếu là phân biệt huyết khối tĩnh mạch não và các cái bệnh lý mà có DIC và giảm tiểu cầu miễn dịch. Thì ở đây thì chúng ta cũng đã gặp trên lâm sàng và ở Việt Nam ta gặp khá nhiều, và chúng ta cần phải lưu ý những cái bệnh lý này thể gặp nhiều hơn là bệnh lý là giảm tiểu cầu khối miễn dịch. Về bước 4, sau khi chúng ta chẩn đoán thì chúng ta cần phải điều trị. Nhưng tôi lưu ý ở đây ấy, cái việc điều trị là càng sớm càng tốt, ngay khi nghi ngờ giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần đến bước 2 thôi là chúng ta đã phải điều trị rồi. Không chờ đến khi mà có bước 3, có nghĩa là phải có xét nghiệm để khẳng định cái kháng thể kháng PF4 này chúng ta mới điều trị, mà ngay khi nghi ngờ bằng cái hướng dẫn như chúng ta đã có hướng dẫn ở trên Bộ Y tế, cũng như là tôi nói ở đây, cũng như các hướng dẫn trên thế giới. Thế thì trong thực tế, trong thời gian vừa qua ấy, thì cái khó khăn ở cái chỗ mà chúng ta điều trị khi nghi ngờ PIDT, thì cái này tôi cũng xin ý kiến của Bộ Y tế. Bởi vì sao? Thì quá trình điều trị ngay đầu tiên khi nghi ngờ thì chúng ta đã phải dùng cái IVIG, và đây là một cái thuốc rất là đắt tiền mà bảo hiểm thì có thanh toán hay không
thì đây là cái cản trở mà khi bác sĩ chậm quá trình điều trị, mà vì là sợ là khi điều trị mà với chẩn đoán nghi ngờ thì bảo hiểm không thanh toán, và cái việc đó nó dẫn đến là bác sĩ rất là ngại dùng cái IVIG khi mà nghi ngờ VIT, mặc dù trong hướng dẫn của Bộ Y tế đã có. Cái thứ hai là thuốc thứ hai là corticoid, thì chúng ta có thể dùng khi nếu tiểu cầu số lượng mà dưới 50. Cái thứ ba là chúng ta lưu ý là chống đông không heparin. Thì báo cáo đồng chí là trong cái hướng dẫn đầu tiên của Bộ Y tế thì trong cái nguyên tắc thì chúng ta là chống đông không có heparin, nhưng tuy nhiên ở cái phần mà gọi là chi tiết ấy thì có một cái chỗ có thể dùng, bởi vì cái thời điểm đó ấy, là có những cái nghiên cứu khoảng tháng 4 năm nay đấy, thì có những nghiên cứu người ta thấy rằng người ta vẫn dùng cái heparin sau đó, và cho đến bây giờ thì người ta tuyệt đối không có dùng heparin nữa. Thì báo cáo đồng chí thì chúng ta hiểu được cái hướng dẫn đầu tiên khi mà trong phần chung thì nó dùng chống đông không heparin, và trong chi tiết thì có một chút, bởi vì là điều kiện đất nước chúng ta ở những vị trí nó xa thì có thể không có cái thuốc mà không heparin để sử dụng. Và cho đến bây giờ tôi khẳng định là chúng ta không dùng chống đông mà có heparin sau khi mà nghĩ đến VITT. Thì các cái chống đông chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy là rất ở Việt Nam ta cũng không phải là quá nhiều loại có sẵn để chúng ta dùng, nhưng tuy nhiên là nếu như đối với các cái tỉnh, các cái vùng khác nhau, và chúng ta cũng nên có cái dự trữ những cái thuốc này, vì khi cần chúng ta sử dụng, mặc dù có thể là rất ít nhưng mà có thể dùng, và đó là cái phương thức để có thể cứu được bệnh nhân từ một cái người mà sau tiêm vaccine hoàn toàn khỏe mạnh thì trở thành một cái mà bệnh lý này, thì chúng ta nên có những cái ý thức để chúng ta làm thế nào để tối đa hóa cái việc chúng ta điều trị tốt cho bệnh nhân, thì chúng ta nên dự trữ cái thuốc này. Cái thứ tư là tránh truyền tiểu cầu trừ trường hợp mà cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Cái này thì chúng ta nên mời các hội chẩn, các chuyên gia, và đặc biệt là chuyên gia huyết học, để chúng ta có cái phương án để chuẩn bị tiểu cầu cũng như là có quyết định truyền tiểu cầu hay không. Cái thứ năm là tránh dùng heparin và kháng vitamin K. Thì cái này chúng ta cũng nắm được rồi ạ. Cái tiếp theo là xem xét trao đổi huyết tương sớm khi mà số lượng tiểu cầu dưới 30, dù đã dùng mà IVIG và corticoid. Trong trường hợp chảy máu nghiêm trọng thì chúng ta cần dừng thuốc chống đông. Và các thầy, các cô thì trong cái vấn đề điều trị và việc mà chúng ta cũng như là chẩn đoán, và thì tôi có một cái số cái tóm tắt và qua thực tế trong thời gian vừa rồi tại Việt Nam chúng ta. Thế thì thứ nhất là khi đối với bệnh này chúng ta đã biết là tỷ lệ gặp rất là thấp, và Việt Nam chúng ta cũng thấy rằng tiêm rất nhiều rồi nhưng mà tỷ lệ gặp không cao, và cũng mong rằng là cái này sẽ Bộ Y tế sẽ có một cái tổng kết sớm để cuối hôm nay chúng ta có một cái tổng kết là những cái trường hợp nào trên toàn đất nước chúng ta và tỷ lệ của cái này là bao nhiêu. Cái thứ hai là về chẩn đoán và chuyển tuyến. Thì trong thời gian vừa rồi bệnh viện chúng tôi ấy là cũng được nhận chuyển tuyến rất nhiều những trường hợp mà sau tiêm vaccine mà có biểu hiện lâm sàng nhưng không rõ ràng, và chúng ta cũng không làm một xét nghiệm gì cả để chúng ta đã chuyển, và như vậy thì nó dồn lên cái tuyến trên. Thì tôi đề nghị là đối với các tuyến khi chúng ta đã có cái hướng dẫn như vậy thì chúng ta nên có những cái bước để chúng ta loại trừ, để tránh cái chuyện mà ta dồn lên nhưng mà hầu hết là không phải. Cái thứ ba về điều trị thì cũng đề nghị Bộ Y tế là đối với cái thuốc IVIG thì để cho các bác sĩ mà có thể điều trị được ngay khi nghi ngờ VIT theo hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo hiểm có thể thanh toán. Vì cái này là một thuốc rất là đắt tiền và bác sĩ rất là nghi ngại khi chúng ta sử dụng. Đối với các cái thuốc chống đông mà không phải heparin thì vì không sẵn có trên thị trường, chúng mong là các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc từ hạng 2 đổ lên, chúng ta nên có dự trữ một ít thuốc này để khi bệnh nhân mà vào chúng ta mà nặng chưa kịp chuyển thì chúng ta có thể sử dụng luôn để điều trị sớm. Bởi vì những bệnh lý này nếu chúng ta điều trị sớm thì khả năng cứu chữa rất cao, nhưng nếu muộn thì gần như là không cứu chữa được. Và qua một số bệnh nhân mà chuyển tuyến đến bệnh viện Bạch Mai, mặc dù tôi làm các biện pháp tối đa cao nhất, nó có thể lấy huyết khối ta ở não ở các vị trí khác nhau, nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua được, bởi vì lúc đó cái tổn thương não nó quá nặng.
Trên đây là một số cái chia sẻ của tôi liên quan trong thời gian vừa rồi. Xin cảm ơn các thầy cô ạ.